Xin chào anh chị đã quay trở lại với Guitar Đồng Tâm. Hôm nay Guitar Đồng Tâm xin gửi đến cho anh chị một cái trải nghiệm so sánh giữa cây đàn Enya X3 Pro SP1 và cây đàn Enya X4 Pro phiên bản mới nhất 2024. Hai cái đàn này đều được làm từ carbon, một cái vật liệu rất là đặc biệt. Vậy thì anh chị hãy cùng em xem giữa hai cái đàn này có điểm gì giống và khác nhau nhé. Đầu tiên, điểm giống nhau của hai cái đàn này đó là đều được thiết kế dán kích ở quay, thì anh chị có thể dễ dàng chơi những cái nốt cao ở trên trường đàn rất là linh hoạt trong việc di chuyển hợp âm. Và mặt top của hai cái đàn này được làm từ sợi carbon. Lưng hông và cần đàn của hai cái đàn này thì đều được làm từ carbon fiber. Đây là một cái loại carbon được pha thêm nhựa để giúp cho cây đàn chịu được nhiệt độ ở thời tiết khắc nghiệt và không bị ảnh hưởng bởi môi trường. Hai cái đàn này đều có bản cần là 43mm và phím đàn thì được làm bằng kim loại niken. Đây là một cái loại kim loại có tính chống ăn mòn cao và chống dỉ sét rất là tốt. Trong cần đàn thì được tích hợp một cái lõi thép để giúp mình có thể là canh chỉnh action cao thấp theo ý muốn mà không lo về vấn đề công cần. Hai cái đàn này đều có bộ khóa cao cấp chống dỉ sét rất là tốt và anh chị vặn rất là êm tay và giúp giữ dây rất tốt khi mà mình chơi đàn. Và đầu cần đàn đều được khắc chữ thương hiệu của Enya rất là đẹp ha. Và bộ dây trên hai cái đàn này đều là bộ dây cao cấp của Daddario. Anh chị chơi rất là mềm tay, rất là êm ha. Và có độ giảm ma sát rất là cao thì giúp mình chuyển hợp âm rất là mượt mà khi mà mình chơi đàn. Và bây giờ đến điểm khác nhau của hai cái đàn X3 và X4, thì cây đàn Enya X4 Pro có mặt top được làm từ 98% sợi carbon và lỗ thoát âm được thiết kế bên trên thùng đàn được mạ màu vàng trông rất là đẹp mắt, độc lạ và sang trọng. Đặc biệt đó là bộ EQ hiệu ứng của cây Enya X4 này thì nó gồm có 4 nút điều chỉnh và một màn hình LED và một cổng sạc trên bộ EQ. Đầu tiên đó là nút bên phải góc trên là dùng để bật tắt nguồn hoặc là điều chỉnh volume khi mà mình chơi đa loa trong thùng đàn cũng như là khi mình chơi ra amply. Và nút thứ hai đó là nút bên trái góc trên là dùng để mình điều chỉnh âm lượng mic. Mic delay có nghĩa là trong bộ EQ này tích hợp một cái micro để khi mình chơi gõ thùng hay là đập dây nó sẽ thu cái tiếng đó ra loa, cũng như là để mình chỉnh dây đàn nó sẽ thể hiện trên cái màn hình LED này. Nút thứ ba phía bên trái góc dưới để mình điều chỉnh hiệu ứng reverb, đó là hiệu ứng vang. Nó gồm có hai chức năng, đó là room, thì vang này là vang trong nhà, và hall là vang ngoài trời. Và nút thứ tư bên phải góc dưới thì điều chỉnh hai cái hiệu ứng. Đầu tiên là hiệu ứng chorus, thì hiệu ứng này làm cho tiếng đàn mình sáng lên. Và thứ hai đó là hiệu ứng delay, đây là hiệu ứng lặp lại để mình dùng chơi solo. Và bộ EQ này anh chị có thể sử dụng bộ dây sạc Type-C, thì khi mà hết pin thì anh chị sạc tầm 1 tiếng rưỡi. Anh chị có thể sử dụng cái bộ EQ này từ 6 tới 8 tiếng anh chị nhé. Và điểm cuối cùng khác nhau của cây X4 này đó là cổng cắm dây lai để chơi ra loa thì được tích hợp ngay móc đeo đàn. Tiếp đến em sẽ nói tới cây đàn Enya X3 Pro SP1 các anh chị ha. Thì mặt top cây đàn này được thiết kế từ 95% sợi carbon. Nó khác biệt một chút so với cây Enya X4, đó là Enya X4 thì được thiết kế từ 98% sợi carbon. Và hoa văn được tạo hình trên cái mặt Enya X3 này đó là những cái dấu chấm rất là dày và đều đang xen nhau, trông rất là tinh xảo, cực kỳ đẹp mắt. Và lỗ thoát âm thì được thiết kế giữa thùng đàn, nó vẫn giữ được cái nét truyền thống của những cây đàn acoustic. Và trên lỗ thoát âm thì được thiết kế một cái vòng nhựa màu bạc, trông rất là sang trọng. Và bây giờ em sẽ bật Bluetooth trên điện thoại và vào app Enya, sau đó em sẽ kết nối với cái bộ EQ này. Thì khi mà em kết nối xong, nó sẽ hiện ra 4 cái hiệu ứng trên màn hình. Đầu tiên là hiệu ứng Fusion, tiếp đến là hiệu ứng Delay, thứ ba là hiệu ứng Reverb, và thứ tư là hiệu ứng Acoustic. Thì trên mỗi cái hiệu ứng này anh chị có thể tùy chỉnh hoặc là thêm hoặc là bớt cái hiệu ứng như là Reverb, Echo, Chorus, Wow hay là Composition, thì để phù hợp với những cái dòng nhạc mà mình đang chơi. Và điểm khác biệt cuối cùng của cây Enya X3 Pro SP1 đó là cổng sạc và cái dây lai để mình cắm chơi đa loa được làm chích về phía bên phía dưới của thùng đàn.
và một có một cái lớp bảo vệ cũng được làm từ carbon fiber trông rất là chắc chắn ha. Vừa rồi em đã nói qua về thông số, dự điểm giống nhau và khác nhau của hai cây đàn, thì bây giờ hãy cùng em đến với một cái phần quan trọng nhất, đó là về chất âm của cây đàn này như thế nào. Vừa rồi em và các anh chị đã cùng tìm hiểu cái điểm giống nhau và khác nhau của cây Enya X3 và X4. Mỗi cây đàn đều có một cái thế mạnh và một cái nét đặc trưng riêng. Và anh chị nào quan tâm một trong hai cây đàn thì hãy để lại bình luận phía dưới hoặc là liên hệ trực tiếp tới Guitar Đồng Tâm để Guitar Đồng Tâm tư vấn kỹ hơn. Nếu anh chị thấy clip hay, hữu ích, hãy để lại comment, like, share và nhấn vào cái chuông thông báo để đón chờ những clip tiếp theo của Guitar Đồng Tâm nhé. Cảm ơn anh chị rất là nhiều.